sing that shit. Thế thì chị nên sử dụng cho cháu cái Ibogaga Gamma Z ấy. Thì ở trong bạc khí nhi là trong cái thành phần của nó thì cái bạc khí nhi đấy, thì cái Ibogaga Gamma Z nó là một cái thành tế bào chiết xuất từ thành tế bào của vi khuẩn, cho nên là nó rất bền vững với môi trường acid, đồng thời nó bền vững với cả môi trường nhiệt độ, độ ẩm của ngoài, trong quá trình đóng gói để vận chuyển đến tận nơi cho mình dùng thì vẫn đảm bảo. Cho nên là cái đó là nó mới có tác dụng là kích thích các cái tế bào miễn dịch của đường ruột, thế rồi nó lại nuôi dưỡng các tế bào lành tính của đường ruột để phát triển lên. Thế thì mà nó lại đặc biệt là nó tồn tại qua cả dạ dày nó xuống ruột, cho nên là nó rất là bền vững ở đấy. Và khi nó đã ổn định được cái đấy thì cái đường ruột tiêu hóa của cháu mới biết được.